Rồi cái xe này là hiện tại là tải trọng là 100 kg nha cả nhà. Rồi, hôm nay em Tân với là bạn Phương nha. Bạn Phương nhiêu ký nha? Bốn mấy, 43. Phương 43 kg nha. Hai thầy trò leo lên xe nha, tải trọng hơn 100 kg luôn nha. Ba Em trò Tân là 70 kg nha, dưới 43 kg nữa là tổng cộng là 113 kg, cứ cho 110 kg đi ha. Rồi Phương leo lên trên đó đi. Đấy. Xe ngồi á, người lớn ngồi rất là thoải mái nha anh chị nha. Này nếu mà người gọn gọn tí thì ngồi thoải mái hơn nha. Cái này là mình bật nút khởi động chìa khóa luôn. Này chỉnh tốc độ chậm thôi, rồi tốc độ chậm nhất nha, rồi đạp ga thử nào. Chậm nha. Mình gia lui nè, gia lui ở đây. Ủa, tốc độ chậm mà nó giọt như thế, quá dữ dằn. Xe này cái tay lái rất là nhẹ luôn nha anh chị. Đó, cái xe này tay lái rất là nhẹ nha. Còn tốc độ nhanh ấy, mình thử tốc độ nhanh nha. Bật đèn lên luôn cho sáng nè. Đấy, bật đèn luôn, chỉnh qua. Cái này nó sẽ là, ôi, cái này nó sẽ tăng tốc dần nha. Đó, cái xe này nếu như mà nhà mà đường địa hình đó, thì nó tăng tốc dần nha anh chị. Cái xe này tay lái rất là nhẹ luôn nha. Tay lái của xe địa hình này là nó nhẹ nhất trong những dòng xe địa hình luôn. Mặc dù là nó to nhưng mà cái tay lái nó thiết kế rất là nhẹ. Nếu như mà nhà mà mình mà người lớn mình chở em bé, mình vừa chạy á mà mình vừa bẻ lái á, thì nó còn nhẹ nhàng hơn nữa nha anh chị, nó cực kỳ nhẹ luôn nha. Tay lái nhẹ lắm. Thiết kế con này rất là hay luôn. Thiết kế nhẹ lắm, nhẹ hơn những dòng xe khác cùng loại nha. Xe chạy mạnh êm. Cái xe này mã số nó là vẫn là ISA 032 nha anh chị. Xe sử dụng qua là hai động cơ khủng nha, hai động cơ 24V. Cái tốc độ nó là vòng quay là 18.000 vòng trên phút nha, động cơ là 555 nha anh chị. Đấy, cái xe này cái yên mình có thể di chuyển được luôn nha. Giả sử là một người lớn mình ngồi đây, đấy người lớn đang ngồi đây ha, bên trái mình có thể điều chỉnh ra ở trước này, ngồi về thì nó gần vô lăng, hoặc ở đây nó có thể vịn vịn một cái tay lái nha anh chị. Ở trước nó có một cái đồ này là đồ cái tay cầm cho em bé nhỏ nha. Chỉnh tốc độ chậm thôi chứ thôi nó chạy ghê quá. Ôi nó tông lên sao á. Rồi đúng rồi, bo vậy rồi đạp xa tí, đúng rồi đi luôn. Bo vô sát cái thùng luôn. Đúng rồi, cứ chạy cầm mấy thùng là ok rồi, đụng luôn. Ok, đó cái này tốc độ là chậm rồi, nó đã khá ok nha anh chị. Cái này tốc độ nhanh hơn nữa thì chạy rất là ngon nha. Rồi, đây chính là cái mẫu xe, là nhắc lại là mẫu xe Jeep nha anh chị, ISA 032 nha. Cái này là hàng sưu tầm luôn nha anh chị. Rồi, ok, chắc là cảm ơn anh chị nha. Anh chị cần quan tâm những cái mẫu nào là inbox bên em sẽ là tiếp tục review nha.